Nam em Lãnh Thanh đã có chuyến đi từ thiện phát quà cuối năm cho bà con nghèo. Như chúng ta đã biết, trong chương trình Vô Lăng Tình Yêu, Lãnh Thanh và Nam em là cặp đôi đã thắng giải thưởng của chương trình. Và cũng từ đây họ bắt đầu yêu nhau, cùng trải qua những cung bậc tình cảm. Cả hai từng chia sẻ niềm vui khi nhận được giải thưởng và niềm hạnh phúc khi từ chương trình mà họ đã tìm thấy nhau. Cả hai từng hứa sẽ chia sẻ niềm vui này với bà con nghèo trong dịp Tết tại quê nhà để họ có cái Tết ấm lòng. Và đây là thời gian mà Lãnh Thanh cùng với Nam em vô cùng bận rộn với những sự kiện, những dự án cuối năm, ra mắt MV Tết để phục vụ cho khán giả. Nhưng không vì thế mà cả hai lờ đi lời hứa cùng fan. Quả thực, trong buổi chiều ngày 7 tháng 2, Lãnh Thanh và Nam em đã cùng ekip có chuyến phát quà cho bà con tại quê nhà Tiền Giang. Quả thực ấm lòng với hành động đẹp của cặp đôi. Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Hy vọng Tết này bà con có cái Tết ấm lòng và trọn vẹn. Chúng ta hãy cùng chúc cho đôi tình nhân Nam em Lãnh Thanh luôn thật hạnh phúc, có cái Tết ấm áp cùng nhau và cùng phát triển trên con đường sự nghiệp. À fan ơi, đừng quên xem MV Tết Sang của Nam em được phát vào đêm giao thừa trên kênh Nam em Official. Bao vui, bao lầy và cười nghiêng ngả cùng Nam em Lãnh Thanh và chị gái Nam Anh nhé.